dù mọi người luôn nói mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nhưng bạn có công nhận hay không, việc cứ phải đối mặt với sách vở, bài tập hết ngày này qua ngày khác cũng mệt mỏi lắm chứ chẳng được. Những lúc như vậy, bạn chắc chắn sẽ cần một động lực nào đó để tiếp tục học tập cho thật hứng khởi. Và một giáo viên không những dạy hay lại còn sở hữu ngoại hình điển trai hoàn toàn có thể trở thành động lực ấy, đúng không cả nhà? Giáo sư Nhật gây sốt vì vẻ ngoài nam thần cùng thành tích khủng. Giáo sư Nhật Bản Sota Kimura là người mới đây đã tạo nên cơn sốt không hề nhẹ trên nhờ vẻ ngoài điển trai cùng thành tích học tập đáng nể của mình. Được biết vị giáo sư này tên đầy đủ là Sota Kimura, sinh năm 1980, hiện đang là giáo sư ngành luật tại trường Đại học Tokyo Metropolitan ở Nhật Bản. Không chỉ đẹp trai như tài tử điện ảnh, giáo sư Kimura còn khiến cư dân mạng Trung Quốc phải mắc chữ A mồm chữ O vì lý lịch học tập quá hoàn hảo của mình. Trước khi là giáo sư của trường Đại học Tokyo Metropolitan, anh đã tốt nghiệp chuyên ngành luật tại trường Đại học danh giá số 1 Nhật Bản Đại học Tokyo. Đi học mà có giáo sư điển trai như thế này thì không ai dám trốn học, nghỉ học nữa rồi. Sự kết hợp hoàn hảo của Hà Dĩ Thâm và Dương Lam hàng đời thực là đây. Giảng viên luật điển trai như nam thần khiến dân tình ngỡ như Hà Dĩ Thâm đi dạy học. Dân lại là một gương mặt giáo viên giảng dạy bộ môn luật nữa đây. Vì giảng viên siêu qua này sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính đến nỗi nhiều người phải đặt câu hỏi, Hà Dĩ Thâm phiên bản giảng viên đây ư? Giáo viên thôi mà, có cần đẹp như diễn viên điện ảnh vậy không? Trong những bộ trang phục đơn giản như áo sơ mi và quần âu hay áo jean, thầy giáo này cực kỳ thu hút với chiều cao ấn tượng, thân hình cân đối và cả góc nghiêng thần thánh. Nhiều người còn khẳng định giảng viên của mình rất có khí chất của một tổng tài y như trong ngôn tình nữa đấy. Ảnh chụp lén thôi mà cũng đẹp. Được biết, giảng viên này dạy luật dân sự ở trường Đại học Ngoại ngữ Sơn Đông, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tuy nhiên, do yêu cầu công việc, danh tính của thầy được yêu cầu giữ kín. Dẫu vậy, điều đó có lẽ chẳng mấy quan trọng với những ai đã trót mê ngoại hình và khí chất của thầy đâu nhỉ. Thầy dạy quân sự với ngoại hình như Y Đôn Hàn. Mới đây, cư dân mạng cũng suýt xoa truyền tay nhau những hình ảnh về một thầy giáo dạy quân sự. Dù những bức ảnh được chụp có chất lượng không quá tốt nhưng không khó để nhận ra, thầy giáo này sở hữu ngoại hình hết sức đẹp trai. Dáng cao gầy, mái tóc đơn giản cùng sống mũi thẳng, nhìn thầy giống diễn viên trong một bộ phim thanh xuân dựng trường nào đó. Dù chất lượng ảnh không hề tốt nhưng thầy giáo này vẫn gây sốt. Đẹp như một thước phim là có thật. Được biết, anh thầy đẹp trai này hiện đang là thầy giáo dạy quân sự tại Học viện Sư phạm Lĩnh Nam. Theo những thông tin tìm hiểu được thì thầy không dùng và cũng không muốn tiết lộ danh tính. Tuy vậy, phàm đã là nam thần thì càng bí ẩn càng được hâm mộ hơn thôi, các bạn có nghĩ thế không?